Xin chào tất cả mọi người, mình là Heo Câu Trang Phan. Trong video hôm nay thì mình sẽ kể cho mọi người cái câu chuyện của mình với EFT Tapping. Vì sao mà mình lại bén duyên với EFT Tapping và EFT Tapping nó đã có hiệu quả như thế nào để giúp cho mình vượt qua những cái lúc khó khăn trong cuộc sống của mình. Cái câu chuyện nó bắt đầu khi mà mình bắt đầu chuyển sang Anh để sinh sống, thì cũng khoảng một năm trước thôi. Tức là mình không có nhớ rõ lắm, nhưng mà mình nhớ là hình như cũng khoảng tháng 3 năm của năm ngoái thì mình chuyển từ Mỹ sang Anh để sinh sống. Thì trong cái thời gian đó cũng là cái thời gian mà mình bắt đầu học nhiều hơn về tâm lý, mình bắt đầu đào sâu, nhìn sâu vào bản thân mình hơn. Mình hay nói đùa với mọi người là mình đang bắt đầu lột cái củ hành tâm trí của mình. Tức là nhìn bề ngoài thì nó có vẻ rất là chắc chắn, nhìn bề ngoài thì nó không có cái gì xảy ra cả, bởi vì nó được bao bọc bởi một cái lớp vỏ quá là dày. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu chúng ta lột cái củ hành đó ra thì chúng ta mới biết là ở bên trong nó có rất là nhiều lớp, và mỗi cái lớp lột ra thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là cay, rất là đau. Nhưng mà sau khi mà chúng ta trải qua hết cái giai đoạn đau cay đó rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy là mình thông suốt và mình nhẹ nhàng hơn. Thì trong cái quá trình đó, rất là may mắn là mình được biết tới EFT Tapping và mình được học từ một cái người thầy. Nhưng mà mình cũng chưa có sử dụng, cái lúc đó là mình chỉ học thôi, chứ mình không có sử dụng. Mình cũng biết là nó có hiệu quả với hàng chục ngàn người khác, nhưng mà mình không có sử dụng. Thì mình nhớ là vào tháng 3 đó, thì một hôm đến cái kỳ kinh nguyệt của mình, bỗng dưng là mình trải qua một cái cơn đau, đau ở lưng á, nó rất là kinh khủng. Bình thường á, thì mỗi tháng khi mà tới kỳ kinh nguyệt thì mình cũng có đau, nhưng mà nó chỉ đau sơ sơ thôi, nó đau râm ran thôi. Nhưng mà cái tháng này là mình không hiểu vì sao mà nó đau kinh khủng. Nó bắt đầu đau và mình không có thể di chuyển được, mình chỉ nằm ở trên giường thôi. Thì chồng của mình mới giục mình là phải đi bệnh viện đi, bởi vì là nó đau khác thường thì mình phải đi bệnh viện. Và mình cũng nói luôn với các bạn là nếu mà các bạn có một cái cơn đau gì đó mà các bạn không có rõ nguyên nhân và nó đau khác thường thì các bạn nên đi bệnh viện. Bởi vì những cái điều mà mình sắp kể ra đây thì nó cũng thì nó được liệt vào là chỉ là video xem thôi chứ không có nên làm theo nha. Bởi vì là mình không hiểu vì sao mà nó rất là đau, nhưng mà mình lại có cái cảm giác rất là kỳ lạ. Mình cảm giác là mình biết chắc chắn là cái cơn đau này nó đến từ đâu. Nó giống như là một cái người bạn rất là không, mình không muốn dùng từ thân, bởi vì một cái cơn đau mà so sánh với một người bạn thân thì nó cũng kỳ, phải không? Ai đâu mà muốn đặt thân với một cái cơn đau, phải không nào? Tức là mình biết, mình có cảm giác là mình biết cái cơn đau này nó giống như là một cái người bạn cũ của mình vậy đó. Và rất là lâu rồi mình không có gặp họ, nhưng mà bây giờ họ tự dưng họ quay trở về. Thì mình có cảm giác là mình rất là hiểu rõ về nó, mình biết rõ về nó. Cho dù là lúc đó mình không có biết không có biết là nó đến từ đâu và nó như thế nào. Thì mình mới quyết định là mình sẽ thử sử dụng EFT Tapping để mà xem là EFT Tapping nó có thực sự là có hiệu quả hay không, và có đúng như là cái lời của một cái người thầy mà của mình nói hay không, là 80-90% những cái đau về thể xác là do cái yếu tố tinh thần nó bị dồn nén lâu năm và nó thể hiện ra ngoài cái thể xác của mình. Thì cái lý thuyết đó nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng mà không có biết là nó có đúng sự thật hay không. Cho nên là tự dưng mình muốn là hay là mình dùng cái cơ hội này để mà mình kiểm định xem là cái lý thuyết đó nó có đúng hay không, ít nhất là nó có đúng với bản thân mình hay không. Thì
mình nói với chồng mình là không, em không có đi bệnh viện, em muốn sử dụng cái này để em xem nó như thế nào. Thì mình quyết định là nếu mà sau 3 ngày mà cái cơn đau này nó không có qua đi thì mình sẽ lập tức đi vào bệnh viện. Thì ngày thứ nhất là mình cứ nằm ở trên giường và mình thực hiện tapping. Mình nghe cái lời hướng dẫn và mình thực hiện tapping cho cái nỗi đau của mình. Thì các bạn tưởng tượng nha, ngày thứ nhất là nó đau khoảng 10 đi. Thì sau khi mà mình tap như vậy thì các bạn đoán xem là nó sẽ tăng lên hay là nó giảm xuống. Có phải là các bạn đoán là nó giảm xuống phải không nào? Bởi vì nếu mà nó không có giảm thì vì sao mà mình lại yêu thích cái bộ môn EFT tapping này như vậy phải không ạ? Nhưng mà sự thật đó là nó không có hề giảm mà nó còn tăng lên gấp nhiều lần. Tức là nếu như là ngày thứ nhất là nó là 10 điểm đi thì ngày thứ hai nó là 15 điểm. Và ngày thứ ba, tức là tới buổi sáng ngày thứ ba thì nó phải tăng lên tới 20 điểm. Và các bạn cứ tưởng tượng là mình đau đến cái độ mà mình không có di chuyển được, chỉ nằm im ở trên giường, ngay cả cái việc là quay qua bên trái, quay qua bên phải cũng khá là khó khăn với mình. Nhưng mà mình cứ kiên trì và mình nằm như vậy và mình thực hành tapping. Và cái nỗi đau nó cứ tăng dần. Thì đến cái buổi sáng của ngày thứ ba, một cái điều kỳ diệu nó xảy ra. Đó là tự dưng mình bắt đầu mình nhớ lại hết tất cả những cái cảm xúc. Không phải là cảm xúc, tức là ngày thứ ba đó thì mình bắt đầu mình nhớ lại hết tất cả những cái sự kiện, những cái sự việc và những cái gì đó nó nằm ở trong tiềm thức của mình mà nó liên quan tới cái cơn đau này. Tất cả mọi thứ nó trồi lên và nó thể hiện ra hết, mình có thể nhớ lại hết những cái điều đó. Và khi mà mình nhớ lại thì tự dưng nước mắt mình nó cứ tuôn ra như vậy, cứ chảy trào ra như vậy. Và cứ một mình nằm trong phòng vừa táp, tức là vừa thực hành tapping đó, và vừa khóc. Và mình không có muốn cho bất kỳ ai bước vào phòng của mình, bởi vì lúc đó là mình chỉ muốn một mình giải quyết với những cái gì nó đang tồn tại trong người mình. Thì sau khi mà cái cơn khóc và cái cơn đau đó nó vượt qua rồi đó, thì bỗng dưng là không phải là bỗng dưng, mình nghĩ đâu có gì là bỗng dưng đâu. Thì sau khi cái cơn khóc và cái cơn đau đó nó đã vượt qua rồi đó, thì bắt đầu mình cảm thấy nhẹ nhàng. Và mình cảm thấy là cái độ đau của mình nó bắt đầu nó giảm dần. Và mình có thể bắt đầu lăn qua bên trái, lăn qua bên phải được. Rồi mình có thể bắt đầu ngồi dậy, bắt đầu tự đi nhẹ nhàng xung quanh phòng. Và sau đó là hoàn toàn hết. Và cũng từ đó trở về sau thì mình không bao giờ bị cái cơn đau như vậy trở lại bao giờ cả. Thì sau cái trải nghiệm của mình với EFT tapping thì mình thực sự là rất là ấn tượng. Bởi vì không ngờ là một cái công cụ nó quá là đơn giản, quá là dễ dàng thực hiện mà nó lại mang cho mình một cái hiệu quả cao đến như vậy. Và ngay cả bản thân mình khi mà mình đã được học EFT tapping rồi, mình cũng không có ngờ là nó lại hiệu quả đến như vậy. Nhưng mà cũng xin nhắc lại một lần nữa nha, là nếu mà các bạn có bị đau ở bất kỳ nơi nào trên thân thể mà các bạn không có biết lý do thì các bạn phải ngay lập tức đến thăm khám với bác sĩ và những cái bệnh viện có uy tín, chứ các bạn không có được ở nhà giống như là mình nha. Và mình hoàn toàn không có khuyến khích các bạn là sử dụng EFT tapping khi mà bị một cái cơn đau mà các bạn không biết nguyên nhân giống như là mình ha. Như vậy là sau khi mà mình đã tự bản thân mình trải nghiệm được cái hiệu quả tuyệt vời của EFT tapping thì mình rất là mong muốn có một ngày được chia sẻ cái công cụ này đến cho nhiều người hơn. Và mình cũng biết là có hàng chục ngàn người trên thế giới đã sử dụng EFT tapping để mà tự chữa lành bệnh cho chính mình, bao gồm cả bệnh về tinh thần lẫn bệnh về thể chất. Hy vọng là các bạn sẽ cùng với mình thực hành series EFT tapping 7 ngày để giúp cho
tâm an, trí an và cơ thể khỏe mạnh hơn để phòng bệnh dịch tốt hơn. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Mình là Heo Câu Trang Pha. Xin cảm ơn mọi người.